xì vả Từ Hiểu Đông, Nam Huỳnh Đạo xuất hiện đấng cứu thế. Kênh truyền hình tại Canada tôn vinh võ sư Vịnh Xuân Quyền phái Nam Anh như đấng cứu thế với võ thuật truyền thống. Là một người Chile nhưng Pierre Francois Flores đang sinh sống tại Canada và là một võ sư đeo đai đệ tứ đẳng phái Nam Anh Việt Nam, Vịnh Xuân chính thống phái. Với một võ sĩ có 20 năm dài theo học và truyền bá Vịnh Xuân tại phái Nam Anh, Pierre rất bức xúc trước vụ Từ Hiểu Đông coi thường võ truyền thống sau khi đánh bại Ngụy Lôi Thái Cực Quyền. Trong rất nhiều võ sư thách đấu với Từ Hiểu Đông thì Pierre là người ngoại châu đầu tiên công khai đối đầu với võ sĩ họ Từ. Võ thuật truyền thống là một bể học rất lớn và rất rộng, có rất nhiều võ sư xuất sắc trên thế giới. Tôi tin rằng anh ta đã phát biểu thiếu suy nghĩ, tôi đứng ra thách đấu Từ Hiểu Đông, tuy nhiên anh ta đã không còn xuất hiện, Pierre chia sẻ với tờ ICI Radio-Canada. Sau sự kiện này, một đài truyền hình Trung Quốc đã đến tận Montreal, Canada để bày tỏ sự ngưỡng mộ với võ sư Pierre. Tiếng tăm của Pierre còn chưa dừng lại ở đó. Khi vụ Từ Hiểu Đông lắng xuống, võ sư 34 tuổi người Chile lập tức gửi lời tuyên chiến với võ sư Nam Huỳnh Đạo. Ông muốn kiểm chứng sức mạnh thực sự của trưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt. Có một võ sư vĩ đại ở Việt Nam, Huỳnh Tuấn Kiệt, có thể tung ra những động tác gây sốc điện của các môn đệ. Nó thực sự lập dị, nó thực sự xa rời thực tế, nó không thể đại diện cho võ thuật truyền thống. Tôi không thể dạy cho học sinh những chiêu thức như vậy, Pierre Francois Flores mỉa mai Nam Huỳnh Đạo. Là một võ sĩ ngoại quốc nhưng đau nỗi đau chung, thách đấu Từ Hiểu Đông sẵn sàng kiểm chứng sức mạnh thực sự của Nam Huỳnh Đạo để trả lại sự trong sạch cho võ truyền thống. Pierre Francois Flores đã được kênh truyền hình tại Canada coi như người hùng cứu danh dự cho võ truyền thống. Tờ ICI Radio Canada dẫn nguồn một cuộc phỏng vấn của kênh truyền hình Canada giật dòng tít ca ngợi Pierre là người cứu vớt danh dự cho võ truyền thống. Cuộc phỏng vấn trong đoạn video cũng cho biết Pierre đã bị đánh bại vào năm 2009 trước một đối thủ tại Hà Nội, Việt Nam. Bây giờ, 8 năm sau, có thể anh sẽ có thêm 2 trận đấu khác tại Việt Nam. Theo thông tin trên Facebook của Pierre, anh có thể sẽ bay sang Hà Nội, Việt Nam thi đấu với võ sư karate Đoàn Bảo Châu trong thời gian tới. Và nếu đàm phán thành công với trưởng môn Nam Huỳnh Đạo Huỳnh Tuấn Kiệt, ông cũng sẽ bay vào thành phố Hồ Chí Minh để đánh trận thứ 2.